Ở tuần thứ 6 của thai kỳ, thời điểm này mẹ sẽ ôm nghén nhiều hơn, tâm trạng thất thường hơn vì thay đổi nồng độ progesterone trong máu. Có những lúc mẹ thấy rất vui vẻ, nhưng lại có khi nhanh chóng buồn chán. Cảm giác buồn nôn và đầy bụng đến thường xuyên hơn, cùng với ở chua và ở nóng. Lý do cũng vì thay đổi hormone. Ngoài ra, việc tăng nồng độ hormone thai kỳ là HCG sẽ làm mẹ có cảm giác đi tiểu nhiều hơn. Vì hormone này làm tăng tưới máu ở vùng chậu, vùng tử cung cho em bé. Và thận lọc nước tiểu sẽ nhiều hơn, làm lượng nước tiểu của mẹ nhiều hơn mỗi ngày. Lời khuyên của bác sĩ là khi đi tiểu xong, mẹ hãy nghiêng người về phía trước để có thể tiểu hết nước tiểu trong bàng quang. Như vậy, đó là những điều mà hầu hết các mẹ đều gặp, thường sẽ giảm dần khi hết quý 1 của thai kỳ, tức là hết 3 tháng đầu của thai kỳ. Sự thay đổi hormone này mục đích để tác động lên những cơ quan trong cơ thể để phù hợp với quá trình mang thai và giúp em bé phát triển mỗi ngày. Vậy tới thời điểm này thì em bé bạn phát triển đến đâu rồi nhỉ? Lúc này, em bé có kích thước bằng đầu móng tay hoặc một hạt đậu nhỏ, từ 0,5 đến 0,6 cm. Nếu bạn được siêu âm, bạn có thể thấy được tim thai em bé đập, nhưng thường với siêu âm ở đường âm đạo. Đó là hình ảnh chấm nhỏ xíu nhấp nháy trên màn hình máy siêu âm. Với siêu âm đường bụng sẽ khó thấy hơn rất nhiều. Em bé khi này vẫn còn hình dáng của phôi thai, gần giống như một chú nòng nọc, có đầu hơi to và còn đuôi. Có các nếp nhăn để hình thành dần khuôn mặt, tai, mũi, miệng sau này. Và có các đầu nhú của tay chân bắt đầu mọc ra. Các cơ quan nội tạng như tim mạch, thần kinh đang phát triển mạnh. Cùng với đó là khởi nguyên của phổi, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu vẫn được tiếp tục hình thành. Lúc này, túi vô sắc vẫn còn để nuôi dưỡng phôi thai. Bánh nhau tiếp tục được xây dựng để dần thay thế túi vô sắc. Và đó là tuần thứ 6 của thai kỳ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và share, cũng như chờ đón video tiếp theo của chúng tôi.